có chồng mê game và vô tâm với vợ con thì phải làm sao? Chị nghĩ đây cũng là một trong những cái vấn đề nó nhức nhối tương đương với có một thằng chồng nhậu nhẹt. Ok, chị đã từng là một người ở với một người chơi game kinh khủng. Chồng cũ của chị là một người cực kỳ nghiện game, nghiện game tới độ mà chị kể cho mấy đứa nghe là ảnh đi làm về xong á, ảnh không có thay đồng phục ra luôn, ảnh có thể ngồi như vậy chơi game mười mấy tiếng, kiểu như không ăn luôn. Có nghĩa là đã đi bay về mười mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn có thể ngồi chơi game thêm mười mấy tiếng nữa, tới độ là bị trật đĩa đệm mấy đứa biết không. Chị đã tìm hiểu rất nhiều là tại sao người ta có thể mê game đến như vậy, và chị học ra được một cái công thức vậy nè. Em có biết con người là cái loài động vật mà biology, tức là theo cái sinh học di truyền của em á, là em đẻ ra em đều muốn những cái thứ mà tất cả chúng ta đều muốn như nhau. Thứ nhất đó là tình yêu thương nè, thứ hai đó là tài chính nè, thứ ba đó là sức khỏe. Ai cũng muốn cái đó hết, nhưng mà họ lại không có muốn bỏ thời gian ra để đạt được một cái tình yêu thương lâu bền. Họ không có muốn bỏ thời gian ra để đầu tư vô tài chính và học về tiền để có một cái số tiền lâu dài. Họ cũng không muốn bỏ thời gian ra để mà tập thể dục để có một cơ thể khỏe mạnh. Nó mâu thuẫn ở cái chỗ đó đó. Tại vì cái em muốn nó đòi hỏi em là em phải có đủ cái gọi là em phải có đủ thời gian và sức lực để đầu tư để em đạt được cái điều đó. Thì nó hơi buồn một chỗ đó là cái biology hay còn gọi là di truyền học trong con người của mình nó cản trở mình làm cái điều đó. Chị cho em ví dụ, thay vì đàn ông họ đi ra họ đầu tư thời gian để mà họ tán tỉnh một cô gái, họ sẽ chọn ở nhà để mà coi phim cấp 3, phim sex để mà họ giải tỏa cái chuyện đó nhanh hơn là phải tán tỉnh một cô gái, em hiểu không? Rồi những cái người mà muốn đầu tư vì kiếm tiền, thay vì họ tập trung vô cái chuyện nạp kiến thức cho bản thân, họ chọn đi ra đường để làm những cái việc nhẹ và đơn giản, công việc 8 giờ đến 5 giờ chiều để có lương, vậy là được rồi. Ok, rồi những cái người tập thể dục không? Thay vì chọn tập thể dục, họ nằm, tức là họ nhét cái cảm xúc của họ xuống bằng cách là họ đi chơi game, chơi điện tử hay là coi phim, ngồi để mà quên đi cái chuyện là à mình phải có một cái thân hình đẹp. Họ đem bản thân họ vô một cái thế giới ảo để họ sống trong đó. Bởi vì khi em ở trong thế giới ảo, người ta không có đánh giá em. Đó chính là lý do những cái nhà mà làm marketing hay là những cái sản phẩm mà bán trên thị trường, người ta rất thông minh, người ta đánh vô cái di truyền học của tụi mày. Cho nên tụi mày mới bị nghiện game nè, tụi mày bị nghiện coi phim sex nè, tụi mày bị nghiện vô mấy cái tào lao mà đồ ăn nhanh nè, rồi gọi là những cái thứ mà vớ va vớ vẩn. Bởi vì nó ngay lập tức, nó hay bỏ mấy cái chữ kích thích tụi mày lắm, nhấn đây liền, click here, rồi coi ngay lập tức, rồi cái này cái kia. Họ đánh vô cái tâm lý của em, họ đánh vô cái di truyền học của em là muốn có liền, muốn có liền, muốn có liền. Tại sao chị phải phân tích cho em sâu như vậy? Để em hiểu được là một người chơi game á, rất khó để họ bỏ được, rất khó để họ bỏ được. Tại vì khi mà xã hội ở bên ngoài họ đòi hỏi cái sự hoàn hảo, và những cái người đàn ông hay những cái cô gái này ở xã hội bên ngoài họ không có hoàn hảo như vậy. Ok, cái cuộc sống của họ hơi bị tự ti, nhưng khi họ lên trên mạng họ lại là một anh hùng. Họ lại là một anh hùng, họ chơi, họ thất bại, có trò chơi đó nó thua, họ được chơi lại từ đầu. Em hiểu không? Có nghĩa là reset, giống như là em thay mạng lại một lần nữa, họ em làm lại một. Và những người làm ra cái game họ cũng rất thông minh, họ biết cái này luôn, họ biết và họ đánh vô tâm lý của người chơi game để cho họ rất khó bỏ. Ok, chị có những anh bạn mà người ta khi mà người ta quyết định bỏ game á, là người ta đã mất đi người phụ nữ tốt nhất của cuộc đời họ. Họ mới nhận ra cái chân lý là đáng lẽ mình phải trân trọng cái người phụ nữ đó nhiều hơn. Tại vì khi người ta nghiện game á, người ta cứ luôn nghĩ là à cái người phụ nữ đó người ta sẽ ở đó, người ta sẽ mãi mãi ở đó, người ta sẽ đợi mình, người ta sẽ cho mình thay đổi. Nhưng cái vấn đề là nó không phải. Tại vì một người phụ nữ mà sau khi họ nhận thức ra được cái kiến thức này như chị đang chia sẻ cho tụi em á, người ta cũng sẽ walk away, người ta sẽ bước đi chỗ khác. Tại vì người ta hiểu được là đó cũng là một cái addiction, tức là cũng là một cái nghiện. Mấy bạn mà mê game ở đây mà nói với chị Nhi, chị Nhi em không có nghiện, không có, em đang nghiện á. Nếu một ngày, ngày nào em cũng phải chơi game, dù có 1 tiếng, 2 tiếng, đó cũng là nghiện. Nếu em lên mạng em sẽ thấy có những cái video mà thậm chí những cái người đàn ông người ta nổi điên khi vợ của họ đập cái PlayStation của họ và họ phát điên. Chị biết đàn ông không có nhiều thứ để giải trí, game là một trong những thứ hiếm mà họ để giải trí. Nhưng em cũng biết vậy nè, nếu như em đang lệ thuộc vào một cái gì đó để sống, nó đang điều khiển em, tức là em đang nghiện nó và em phải chấp nhận điều đó. Ok, cái hay ở một chỗ vậy nữa nè, đó là mình có thể discipline, tức là mình có thể
kiên trì với bản thân của mình để cai nghiện được. Em phải là người đầu tiên nhận thức được cái việc chơi game nó không có xấu, nhưng nếu chơi quá nhiều em đang phải coi là đây có phải là cái cuộc sống mà em có muốn ra đường, em có muốn sống như vậy cả đời hay không. Em có muốn người phụ nữ kế bên em phải đi chăm con cho em, làm tất cả những cái gì mà em gọi là đáng lẽ em là một người đàn ông phải làm thì em không có muốn làm, em để cho người phụ nữ của em làm. Em có thấy cái điều đó là đúng hay không? Tự hỏi bản thân của mình, ok? Rồi em có sẵn sàng để mất cái người phụ nữ này, rồi người ta sẽ đi tìm một cái người đàn ông chững chạc hơn, tập trung vô làm ra tiền, đầu tư kiến thức vô bản thân, học những cái kiến thức giống như chị Nhi, rồi sau đó người ta đi ra, người ta sẽ tự lo được tài chính cho bản thân, người ta tự lo được con người ta, rồi tụi mày lấy lờ đâu ra để quất nữa, hiểu không? Cho nên là suy nghĩ cho kỹ vô trước khi mà mê game quá độ. Chị không có lên án chuyện chơi game nghe không, chị biết có những game thủ nổi tiếng thế giới, nhưng mà em biết trên thế giới đó, nó cũng giống như cầu thủ đá banh vậy á, không phải đứa nào đẻ ra cũng làm thần đồng chơi game đâu, đừng có ảo mộng cái đó. Những cái đứa chơi game là những cái đứa kinh hoàng, cái đầu của tụi nó, cái tốc độ của tụi nó speed mạnh mà nhanh kinh lắm, cái tay của tụi nó, cái não của tụi nó, con mắt của tụi nó, nhưng trả giá lại là tụi nó phải chơi game một ngày 20 tiếng để tụi nó có tiền, để tụi nó đi thi, để tụi nó thành những cái người, những cái vận động viên chuyên nghiệp thế giới. Và những cái document, tức là những cái chương trình khoa học, người ta cũng chứng minh em chỉ đến đúng một cái độ tuổi 28, 29 tuổi là mày bắt đầu chậm rồi, là mày chỉ chơi game được đông trong đúng cái quá trình từ mười mấy tuổi cho đến gần 20 mấy tuổi thôi. Tại vì đi qua khúc đó là em chỉ có thể là người training, tức là em dạy lại cho những đứa trẻ, chứ em không thể chơi cùng tốc độ với nó nữa. Cái này khoa học chứng minh, chị không có giận chuyện, được chưa? Nên em cảm thấy đây chính là cái mà em đang xác định là sau 28 tuổi, chết mẹ, sau 28 tuổi nghiện game lâu vậy rồi giờ sống làm sao á. Suy nghĩ cho kỹ nha, chị nói nghiêm túc á, suy nghĩ cho kỹ, ok? Nghĩ cho xa, nghĩ để làm sao mà con vợ mình nó không bỏ mình. Cũng tương tự như nghiện bia, nghiện rượu, cũng tương tự như nghiện cờ bạc, cũng tương tự như nghiện thuốc lá. Em sẽ có cái giá em phải trả, và em sẵn sàng để trả cái giá đó hay chưa? Chị nói thật với em luôn là xung quanh của chị không có người đàn ông nào chơi game từ hồi chị bỏ chồng cũ của chị. Từ hồi chị nhận thức được cái kiến thức này và chị chia tay và chị ly dị, chị nhận ra được là có rất là nhiều người đàn ông, người ta không có chơi game, có thể coi phim lâu lâu coi cái được, hoặc là có thể ngồi, tất nhiên là tụi chị không phải lúc nào cũng serious, không phải lúc nào tụi chị cũng nói về chuyện tiền, chuyện tài chính, chuyện kinh doanh, chuyện làm ăn. Tất nhiên tụi chị cũng có những nói những cái chuyện tào lao khác, nhưng mà tụi chị không có bị nghiện vô một cái gì đó quá lâu. Tập cho bản thân em, và cũng đừng có ép là ngày hôm nay em bỏ game liền nghe không, chị nói cho nghe, đừng có bỏ liền, em không bỏ liền được đâu. Em mất cả bao nhiêu năm để em nghiện thì em cũng phải cho nó chừng nấy thời gian để em bỏ. Đừng có để mất người phụ nữ của mình rồi mới bỏ thôi. Rồi bỏ làm sao đây chị? Mỗi ngày 10 phút thay vì chơi game, em sẽ dùng 10 phút đó để làm cái chuyện tích cực khác. Cái nạp những cái tích cực từ từ, tích cực nó rất khó nạp. Nạp 10 phút một lần. Ví dụ thay vì 10 phút đó chơi game, 10 phút đó vô coi 2 video ngắn của chị Nhi, 1 video ngắn của chị Nhi, có những video có 5 phút, 10 phút chứ mấy. Coi một cái video thôi, giảm xuống. Rồi muốn cho bản thân mình thêm discipline, tức là thêm cái kỷ luật nữa, đặt cái đồng hồ. Hôm nay mình, mỗi khi mình chơi 5 tiếng game đúng không, hôm nay mình chơi 4 tiếng thôi. Đúng 4 tiếng nó rang báo thức là rút dây điện, đưa tiền cho người thân mình giữ. Con mà con ngồi vô lại cái máy chơi game là ba má lấy của con 100 ngàn nghe không. Làm kiểu như vậy, có nghĩa là nghiêm khắc với bản thân dữ dội như vậy luôn. Thì tự nhiên dần dần em sẽ thấy có nhiều người, người ta cái cuộc đời của họ, họ thay đổi dần dần vậy lắm. Chị luôn khuyên những cái bạn nam là đừng có để mất cái người phụ nữ của mình, đừng có để mất gia đình, đừng có mẹ để mất con cái, đừng có để mất bạn bè rồi lúc đó mình mới hối tiếc nghe không. Chị như nói thiệt á, nhiều người người ta đợi mất nhiều thứ lắm rồi người ta mới hối tiếc. No, đừng làm vậy. Đừng có quên like, share và subscribe nếu như bạn là lần đầu coi kênh của Nhi. Like livestream chưa? Mấy người like chưa? Like đi nghe không?